Nãy anh ta nói chuyện gì với cậu thế? Còn chuyện gì là chuyện tiền nữa? Thế anh ta đòi bồi thường bao nhiêu? Yên tâm đi, để tôi giải quyết cho. Vậy cậu giải quyết giúp tôi nhé. Xong việc hết bao nhiêu tiền tôi gửi lại cho cậu. Tự nhiên thấy lạnh quá. Cậu tăng điều hòa lên giúp tôi nhé. Nóng thế. Chị sốt rồi đấy. Bác Giang. Ôi giời. Thế nào bác? Liên lạc được chưa? Gọi cháy mấy mà vẫn thuê bao. Thế à? Chắc chắn là có vấn đề ở đây. Tôi cũng hỏi bác Bình rồi. Bác ấy không biết chuyện cậu ta bị đuổi việc đâu. Cậu thân này đã làm ở đây nhiều năm. Mà hình như là cậu ta là một người rất tận tâm với công việc. Để cậu ấy mắc sai phạm bị sa thải như thế này, chắc chắn là có vấn đề. Có khi trong vụ này đuổi người để bịt đầu mối. Bác biết nhà cậu ta không? Cách đây khoảng 20 cây. Tôi với bác đi. Chào ông bà. Mai anh hả con? Dạ. Trời lạnh thế này sao ông bà không vào phòng nghỉ ạ? Bà với bác Giang đang bàn chuyện quan trọng. Con vào phòng bà đợi nhé. Dạ. Thế bác chuẩn bị đi. À, hay là bà cứ chờ tôi nhé. Để tôi chạy về phòng thay bộ quần áo. Rồi ra ngoài kia gặp xe cái bắt mình đi luôn. Đúng đấy. Tôi đợi bác ở đây. Thế ông bà chuẩn bị đi đâu đấy ạ? Cháu có lái xe đến hay để cháu chờ ông bà đi luôn? Ôi thế thì tốt quá. Giúp ông bà nhé. Dạ. Bác chuẩn bị đi. Đợi tôi chứ. Vâng vâng. Cảm ơn con. Có gì đâu ạ. Được chờ bà đi là cháu vui lắm ạ. À, về sau bà đi lễ hay đi chơi, bà cứ gọi cho cháu, cháu sẽ chờ bà đi nhá. Rồi. Chị sốt cao đấy. Tôi đưa lên nghỉ nhá. Không cần đâu. Cứ để tôi ngồi đây. Để hộ tôi cốc nước nhá. Alo. Hồi nãy có uống thuốc hạ sốt rồi. Bây giờ nhiệt độ là 38 độ rưỡi. Vâng. Nếu có vấn đề thì phát sinh, tôi sẽ gọi cho bác sĩ liền. Ok. Cảm ơn bác sĩ ạ.